Mưa tại trên hầm, ý hết bé chàng hộ liều buôn lấy trình kết đoàn chuyên đề tiêu sĩ dầu mặt trận dâm đài phát thanh truyền hình Lô Hê. Mưa tại trên hầm, mạng thảo phản biện xã hội nhận dâm xăm bùng hùng trụ dầu. Hiệu tư sinh duẩn xăm tiệu dầu là mặt trận tổng của trao có tổ chức tổng trang chính trị xã hội, chi bịa trên liệp đảng, chính quyền lồng vận. Mạng thảo xăm tiệu sĩ dầu này, sẽ ủy Lô Hê chung phát hiện đề án số chiếm lụa duẩn dầu tiêu sĩ kèm mạng, phản biện xã hội trao chi bịa trên liệp đảng, chính quyền là mặt trận tổng của trong cốt tổng trưởng chính trị xã hội Lưu Hy Sinh, nhâm chám trên lệnh di chiếm thỏi trên lệnh di chiếm hình hướng. Tiêu phiền tư dụ bùa trùy thảo mùa tỏi nhâm lê trình ý hỏi. Lưu lê trình với quận phiền công dân, ông Nguyễn Hữu Hính, bí thư chi bộ, làn biên bình đảng nhâm tiêu sĩ dầu, tổng hiếu có bùng hùng nhâm, già hạ lăng, việt tiền xìa quân quyện, muôn mùa tỏi tổng sòi tăng mạng như bùa nhì lê trình. Mưa tại trên hầm, đề án số chiếm hùm, dần dầu chăm tiêu sĩ, dần vai trò giám sát phản biện xã hội, cho tiêu sĩ dầu trên liệp đảng, chính quyền, tụ xanh ủy Lô Hê, mạng thảo phai dịa. Tổ chức dầu cũng khủng khẳng định tụ vai trò vị thế là mặt trận có tổng của cho các tổng trang chính trị xã hội. Nại anh bé dầu tiệu lồng, tiệu tổng hiệu phát liên biên mạn, to thảo tiệu tổng ấy, hàng dâm trang xã hội. Diêu vân tụ môi trường, ổn định dâm tiểu công sở nhận dầu hùng. Củng cố quốc phòng, on nhang, tàn bao tụ trật tự, bành on tệ phùng. Hiệu tư trinh dần trăm tiêu quan trọng dâm tiêu công giám sát cho phản biện xã hội, cho lưu y hàng dầu đề án chiếm hùng, mà trận tổng quốc on nam Lô Hê, cơ quan hắn con đề án, dung trải liệm, cụ thể hóa các mục tiêu sĩ dầu bên lây trình kế hoạch giám sát, phản biện xã hội, các nại tổ chức triển khai đồng bộ trăm bùng hùng bụt tụ trăm biện biểu, căn mục tiêu dầu nhị bếp và triệu phẩy dụng giám sát dâm hiện tiểu phiền lĩnh vực dâm tràm trên lệnh nhị chiếm thảo trên lệnh nhị chiếm hình hàng hắn hạnh quân cùng truyền liều y hàng dầu mặt trận tổng quốc cho các tổ chức chính trị cấp xanh quyền trung chi bìa dầu nhiệt bếp chút chiếm lụa dụng giám sát bùn tụ bếp triệu phàm quần bếp mục tiêu như bùa y hoang bếp của ạ dầu công dưỡng tụ tràm trên lệnh dịp chơi hàng tu tiểu ảnh hộ xảy đại đoàn kết mẹo lưu đặng hàng dụ ảnh tu dầu nông tòng giang quâm như lại mẹ mai bùa trầu nhàn liều giang quâm dịnh như bùa kinh chân ở hai trăm dâm tràm trên lệnh như dịp dẫn thảo trên lệnh như dịp hùng hàng Lô Hê xanh tụ mạng thảo dầu dịp trên hùng bẹ trên dịp chua chun nhàn dầu bùa lề trình mục tiêu bèo của liều có lề trình đầu tư lọ đặng bèo của dầu bùn túc bền biêu mà trận tổng của cháu có tổ chức chính trị xã hội cao cấm hạ chặn quân mạng thảo chuẩn phiền chuẩn bùa ba liên miền màn chim bịa dầu các nại dầu bùn túc bền biêu có chức năng giảm sán chim bịa hưu tụ trầm tiểu ứng bền kiến nghị buôn cơ quan đơn vị chức năng liều chế thuận về hết nại nhàn con ảnh hộ thảo chiên miền chiên xị dầu cho dầu bùn túc bền biêu trên địa bàn xã thì cũng đã các làn đại biểu tổ chức có hỏi công và hoàng trăm quận và công kiến nghị là cử tri lý kiến thảo tiểu công giải phóng đào thâu nhâm thủy điện phúc long chi liêu tùng đào bang kia y trần trung kiên chân tụ về chiếm quận bè trăm quận và công là cử tri ý kiến của bà con cử tri mạng thầu trăm tiểu sĩ dầu phản biện xã hội mặt trận tổng quốc có cấm trổ mai trăm tiểu lồng nhâm tiểu công đấu danh bùng kê miền mao hồ trao chân tràng đặng miền bàn trình tông xuất hạ dầu tăng trên lệnh nhị chiếm dân hàng thảo y dặn mặt trận tổng quốc cao cấm năn con phi họp cho các tổ chức thành viên chiếp bìa châu nhị chiếm phàm hội nghị phản biện có dự thảo chỉ thị nghị quyết là cấp ủy đảng dự thảo quy hoạch kế hoạch lề trình dự án chứng nhận cho hôm xã hội dâm tỷ bùng liên kín thảo trầm tiểu lồng họp lề trên đảng đồng biên màn suy phù họp can trầm tiểu lồng xây trang xã hội cho to thảo trầm biện biểu.
Mặt trận Tổ quốc là cơ quan Mặt trận Tổng quốc là mấy câu cơ quan bằng thầu vì họp cho các tổ chức thành viên do hăng hài kết tụ chảm tiểu ủng bền, tệ ôm chính phầu, đảng tông nhiên bẹ chảm trên lệnh như trận phạm hàng, như vua trở niệm lề trình giám sát là Mặt trận Tổng quốc. Nhiêm lại, bắt liền, có dụn, nhiêm hồi, trẻ bẹ, chiêm hùng dụn, khăn lệnh Mặt trận Tổng quốc bẹ hiện dụn, như vua chẩm trưng bịa công căn chảm kế hoạch tỏ chân, hiện hàng, hiện dụn. Và riêng Mặt trận Tổng quốc thì có 7 cuộc. Châu căn trầm tiểu sĩ dần đề án tiểu sĩ châu đối ngoại, dâm tăng có lan biển nán con cấp ủy chính quyền trong miền bàn, chim bìa tu Mặt trận Tổng quốc có cấm phùy họp, có tự chứng. Dâm này tăng chiến lệnh như diễn viên hàng thảo y dặn Mặt trận Tổng quốc trao các tự chứng chính trị xã hội chung mạng thảo, chim phẩy chiếm chua hội nghị công vạ, chim mòng trang bé buồn vạ công kiến nghị lòng biển bàn liên kết thảo trầm tiểu bền dần tiêu công cho nhận châu hùng. Tiêu sĩ cũng siêu đào thâu, tiêu sĩ giàu có chế độ trình sâu, tiêu công cải cách hành chính, tiêu công chế chân có đơn, thư kéo nại, tố cáo. Thông chí quận vạ công, kiến nghị, lọ có lát miền bàn, trung tụ miền ăn con, cấp ủy chính quyền, có tỷ bùng, chức năng, che chuẩn, có quần bịa châu lồng có quy chế dân chủ dâm tỷ bùng. Qua cái công tác giám sát phản biện thì có rất nhiều ý kiến đóng góp xây dựng chiến tiêu công những hiến vã xã hội mai trăm quận vạ công các cái chương trình phát triển kinh tế xã hội tiêu công chỉ niệm đề trình cho nhận cho phương xã hội xây dựng các cái khu tổng tỉ phố làng sạn thôn bản đến từng trường học đơn vị và từng cái cơ quan đơn vị xây dựng phần mình là bê trăm tiêu lồng tổng nhân và đây chính là cái điều kiện có thể nói rằng là tiêu sĩ nhằm tiếp tục xây dựng nhằm kia thống nhất đoàn kết đồng thuận để chúng ta thực hiện thắng lợi được các cái nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong những năm vừa qua. Phối hợp với các đơn vị thành viên để xây dựng vì họp trao các tỷ phong liều chế liềm hiệp thương triển khai chờ các kế hoạch lý trình giám sát phản biện xã hội phù hợp minh bịa trăm tiểu châu đàn bao trăm quận xị trung tỏ thuận các đại mặt trận tổ quốc trao các tổ chức thành viên dụ chế liềm cơ chế liều khuyến khích động viên các lan đoàn viên hội viên các liên biên bàn điểm xã hội có kinh nghiệm trụ tôn giáo nhà khoa học liều giám sát phản biện chính bìa mòn góp ý trăm quận vạ có liều chế liềm lề trình trở nhận trở húng tề phùng các dân tộc chính quyền các tôn giáo các nhà khoa học các nhà quản lý để giám sát trăm biện biểu bữa tu dâm tiểu công giám sát phản biện xã hội dâm Mặt trận Tổng quốc có cấm dâm sáng dâm tham chia khủng bé tàu thảo trăm tiểu lồng dâm này anh tiểu quan trọng thêm thông chia trăm tiểu sĩ châu này chung khỏi trăng tu dân chủ dâm tị bùng châu lồng quyền lọ có lan biển bạn bảo vệ quyền cho trăm tiểu lồng họp lề trên đàng lọ biển bạn công cố thêm trăm tiểu hiếu xiền lọ biển bạn châu căn tiểu năn con đỏ đặng căn hại mạng thảo phản biện xã hội cho các quần biện cho chàng có cơ chế chính sâu giàu căn pháp lệ nhiếp lại xuất khá đâu dành vùng kẽ miền mao hồ trên liệm đảng chính quyền quân hỏi quân lồng vân mưa tại chiến hăm mai nhi chậm hàng giàu bí thư chi bộ dâm già hạ lằng viện tiền xìa quân nguyện ông Nguyễn Hữu Hính lan biển giàu lồng vai trò trách nhiệm lợi dân lan biển nan con giàu mâu dâm tiểu sĩ chuẩn phiền chuẩn buôn miền bàn chiếc bịa chơi liệp xe làng trạng bầu hàng nhiếp lại tò chằm biện biêu tò tệ bùng xà hạ quân hỏi quân chầu tu bút tròi mô hình tòng tệ bùng lìn kín xiang chỗ tu chi bộ dâm xà hạ làng chiếc bịa chầu miền bàn dâm làng trung xuất khá mạng thảo chầu có hơi trả tiền căn phiêu giang béo dâm tròn piang tròn đèn liêu tò thảo tòng tệ bùng danh suy bây giờ đi ra đường dẫn xuất nhau mẹ quản trong mình tài mẹ dịch duệ mẹ có làm tạo diện kinh chiến ở hay chăm tham gia địa cầu có hỏi vệ sinh môi trường chất nghiêm làng giang dịch duệ vài tham gia thiên nhiên để bùa thảo dạo yên tị cùng trăm tiểu dầu sáng tạo dâm tiểu công tuyên vận bí thư chi bộ Nguyễn Hữu Hính dỗ bé làn miền xuân phiền xuân bùa miền bàn bùn đau gom trăm dụng cả nay trao tham gia địa công dầu liêu dầu chàng công trình đình làng sang hạ liều vườn úp giao dâm làng bầu cấm trao trọ trao làng trạng vẽ lại miền bàn mái thêm trăm tiểu lồng liều mạng thảo trăm tiểu vườn úp bầu hàng xế trạng hiêu hăm của thôn bản hiện nay là đang về làng trông trình tông bệnh trang dần lít chơi liệm sẽ làm dạng trồng mâu như lại bé dù mai trăm quận công chi bộ dù chơi liệm cho liệm chân có tụ nhòm liều phai công dầu cho phiểu giang tị bùng dọ béo dâm gia đình mình sau này được hưởng lợi từ cái chương trình này.
chiêu nhập đề bệ tiêu chí kênh chiến quan trọng yên tiêu công chế liệp xe lăng dạng bầu hằng chi bộ xa hạ lăng dung chế liệm thăm nghị quyến năn con biên bàn suy thiêu đàng tròn cả nai dùng châu bên tiêu công giới nhận châu hôm biển biểu bầu hằng nhàn siêu liệu ý chế lệnh nhị diệm nhị xa hạ mai diệm nhị huốt miền chưa khỏi ngọ khâu chi nhập bành bùn bụa tụ và chịp chua lệnh chết bẽ châu nhàn như là dị hẹn xác định được cái vị trí vai trò trách nhiệm của đồng chí Bí thư, đồng chí họp chi bộ, rồi tuyên truyền vận động người dân thực hiện tốt chủ trương đường lối chính sách của Đảng của nhà nước, đặc biệt là cái mô hình dân vận khéo ở tại thôn. Hà Trận Quân, Mâu Giang, Hộ, Châu Can Pé, Châu Lồng, Trạm Tiểu Hiêu Ham trách nhiệm lọ miền Năn Con, Bí thư chi bộ Nguyễn Hữu Hính, Trung góc quận Pịa, Lồng, Yêm Pùng Hùng, Vị Đâu, Yêm Xà Hạ Lẳng, Quân Hòi, Quân Bình Pháo. Mới tại chiến hầm, cha hộ liều bút lệ trình tiêu sĩ dầu mặt trận dầm đài phát thanh truyền hình lộ hế y hỏi thân ái bệnh liều. Bất nọ thật trọng mùa tội mạng như bùi như lệ trình, chiến hầm thật trọng mùa tội.